Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cùng Hội đồng Chư Phái Thọc của làng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng di tích lịch sử cấp thành phố cho đình làng Cẩm Đề. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cô Thị Kỳ Miễn. Làng Cẩm Đề được hình thành vào khoảng năm 1471 bởi các vị tướng lĩnh xứ Thanh theo vua Lê vào Nam Bình Chim. Sau khi thắng lợi đã ở lại lập làng, đình làng Cẩm Đề là mái nhà chung của dân làng, vừa giữ vai trò trung tâm tín ngưỡng, văn hóa giáo dục và cũng là nơi bảo lưu, giữ gìn thuần phong mỹ tục và những truyền thống tốt đẹp của làng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân làng Cẩm Đề đã đào nhiều căn hầm bí mật tại khuôn viên đình để nuôi dấu cán bộ, là nơi hội họp để đưa ra nhiều kế sách đánh địch. Trước năm 1965, nơi đây đã từng là vùng giải phóng, thành lập chính quyền cách mạng để lãnh đạo nhân dân tiêu thổ kháng chiến, xây dựng làng chiến đấu. Minh chứng rõ nét nhất là sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, Đảng và nước đã phong tặng cho nhân dân và cán bộ Cẩm Đề một huân chương thành đồng hạng 3, một huân chương lao động hạng 3 và 511 huân chương huy chương các loại. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận đình làng Cẩm Đề di tích lịch sử cấp thành phố là sự ghi nhận công lao đóng góp, giữ gìn, bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống của người dân nơi đây, là nguồn động viên khích lệ người dân Cẩm Đề nỗ lực hơn nữa trong việc chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.